Đây là đôi giày mà đảm bảo với mấy ông á là đi mùa mưa cực kỳ tiện lợi mà còn hợp thời trang nữa nha. Sản phẩm tôi shopping lần này chính là đôi giày Urban Foot Spring đến từ bộ sưu tập Flexo ha. Đập vào mắt mình đầu tiên chắc là về cái thiết kế đơn giản, dễ phối đồ, cái thiết kế này không sợ bị lỗi mốt đâu nha mọi người. Điều đặc biệt làm nên tên tuổi của em giày Urban Foot Spring này, tôi thấy là trong về chất liệu ấy mọi người, thì em liền được làm bằng chất liệu Eva Pilon ha. Trái ngược hoàn toàn với lại PVC đồng hại thì tôi thấy là em Eva Pilon này với đặc tính nó sẽ tốt hơn, cho nó nhẹ hơn nè, nó dẻo dai hơn đó. Và nó linh hoạt hơn rất là nhiều. Kỹ hơn về sản phẩm thì khi mà đi lên chân thì tôi thấy nó rất là êm ái nè, và đặc biệt là giảm chấn rất là tốt cho mọi người. Và như tôi nói ở đầu video thì khả năng kháng nước của em này thì cứ phải gọi ổn áp nha. Đây đó, kháng nước rất là tốt cho mọi người. Và với những đôi giày như thế này thì tôi nghĩ là rất thích hợp để có thể là mang đi biển nè, đi bơi, hoặc là mang trong những ngày mưa bão. Nói chung là khi mà mọi người mang cái này thì sẽ là hai cái. Thứ nhất là nó sẽ rất là hợp thời trang, và thứ hai là khi mang như thế này thì nó sẽ không sợ bị ảnh hưởng chất lượng giày ha. Tôi thấy em này rất là nhiều size và màu sắc, hợp cho cả nam lẫn nữ, cho nên nếu mọi người mà đặt cho gia đình thì cũng rất là ok nha. Giá tốt nè, và cái vật liệu rất là thân thiện với môi trường, thì tôi nghĩ đây là một cái sản phẩm có thể nói là trợ thủ đắc lực cho mọi người trong mùa mưa sắp tới luôn á. Sản phẩm tốt nên thử cho mọi người.